Chào quý vị, hôm nay Garden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Một công ty Ấn Độ đã bán tôm bị ô nhiễm cho các cửa hàng tạp hóa ở Hoa Kỳ. Joshua Farinella đã làm việc trong ngành thủy sản được 8 năm thì nhận được một lời mời nhận việc khá là kỳ lạ và quá hấp dẫn để có thể từ chối. Phụ trách quán xuyến một nhà máy sản xuất tôm ở miền nam của Ấn Độ, mức lương 300.000 đô la một năm, cao hơn gấp đôi mức lương trước đây của anh. Anh Farinella, 45 tuổi, ở Pittston, Pennsylvania cho biết: "Tôi đóng vội gói hai chiếc vali và chuyển đi 8.000 dặm. Đây được xem là sẽ thay đổi mới cuộc sống." Nhưng chỉ vài tháng sau khi đến nhận việc vào tháng 10 năm 2023 thì Farinella cho biết anh hết sức lo lắng trước những gì mà mình đang tận mắt chứng kiến được. Công ty của anh, Joy Scanning, là nơi cung cấp tôm cho các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn của Mỹ, bao gồm có Walmart, LD, Shoprite và SEB. Họ tự hào về nhà máy chế biến hiện đại và cam kết đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Nhưng Farinella cho biết anh đã sớm phát hiện ra rằng Joy Scanning đang vận hành một dạng nhà kho lột vỏ tôm mất vệ sinh bên ngoài cơ sở và thường xuyên phê duyệt việc xuất khẩu tôm nhiễm thuốc kháng sinh, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn về thực phẩm của Hoa Kỳ. Anh cho biết cách đối xử của công ty với các công nhân cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu không là kém. Theo anh này thì những người lao động nhập cư hiếm khi có được một ngày nghỉ, phải ngủ trong những ký túc xá quá đông đúc đầy rẹp và bị hạn chế rời khỏi khu nhà có trường học cao bao quanh của công ty. Ở Amalapuram, họ chủ yếu là những phụ nữ từng được tuyển dụng từ những vùng nghèo nhất của đất nước Ấn Độ. Farinella đã rời bỏ công việc sau khoảng 4 tháng, nhưng không phải trước khi cho ghi lại các cuộc trò chuyện với các người đứng đầu cao cấp và quay các video về điều kiện làm việc và sinh hoạt của các công nhân tại nhà máy và cơ sở bóc vỏ tôm ở bên ngoài. Anh Farinella, người đã nộp đơn khiếu nại, tố giác lên Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA và cho biết người tiêu dùng ở Mỹ cần phải hiểu rằng họ đã mua một loại sản phẩm bị ô nhiễm do những người không có điều kiện về quy trình sản xuất. Anh có trình bày các chi tiết về các cáo buộc của ông và FDA cũng đã chia sẻ thông báo đầy đủ cho Quốc hội. Giới lập pháp Hoa Kỳ đang xem xét các lời cáo buộc của anh Farinella, trong đó nhấn mạnh những sự lo ngại lâu nay về ngành nuôi tôm trên toàn cầu và những phát hiện gần đây hơn về Ấn Độ nói riêng. Trong một lá thư đề ngày 18 tháng 3, các đảng viên Dân Chủ trong Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên của Hạ viện đã yêu cầu anh Farinella cung cấp thêm các tài liệu và ghi âm để đáp lại sự khiếu nại của ông. Bức thư đề cập đến những nỗ lực không ngừng của Ủy ban nhằm giảm thiểu sự vi phạm nhân quyền và tăng cường tính minh bạch trong chuỗi cung ứng của ngành thủy sản. Sau khi tổ chức tin tức phi lợi nhuận, The Outlaw Ocean Project cho công bố ra cuộc điều tra về bản tuyên bố của anh Farinella, thì giới lập pháp khác đã kêu gọi chính phủ liên bang nên có biện pháp thích hợp để bảo vệ cho người tiêu dùng ở Mỹ. Các bằng chứng đáng sợ từ một người nào đó trong ngành đã tiết lộ mối lo ngại lớn về các vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng và vi phạm lao động tại một nhà máy chế biến tôm của Ấn Độ. Dân biểu Mary Pelota, Alaska và dân biểu Gareth Graver, RLA, viết trong một lá thư ngày 22 tháng 3 gửi chồng Joe Biden, người tố cáo đã cáo buộc rằng công ty đã cố tình xuất khẩu loại tôm bị nhiễm thuốc kháng sinh và tham gia vào các hoạt động cưỡng bức lao động. Các luật sư của công ty Joy Scanning đã phủ nhận một cách dứt khoát mọi hành vi sai trái, bao gồm cả những cáo buộc về hành vi lạm dụng lao động và sử dụng thuốc kháng sinh bất hợp pháp. Người phát ngôn của Joy Scanning Company Inc. cho biết trong một bản tuyên bố, những lời cáo buộc chống lại công ty chúng tôi là sai sự thật và không có giá trị về mặt pháp lý. Trong suốt lịch sử của mình, chúng tôi đã duy trì thành tích không chút tì vết với các cơ quan quản lý và tiếp tục vượt các tiêu chuẩn của ngành để bảo đảm cho sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được tất cả các sự chứng nhận cần thiết. Chúng tôi đã dành những nguồn lực đáng kể để mở rộng việc sản xuất và tuân thủ các quy trình và giao thức kiểm soát toàn diện cũng như các chương trình phúc lợi cho nhân viên của mình.
Công ty cho biết anh Ferrinella vốn là một cựu nhân viên bất mãn, không thể tin tưởng được vì quá khứ phạm pháp của anh này. Anh Ferrinella đã từng bị kết án về một loạt trọng tội và tội nhẹ từ năm 1999 đến năm 2014, khoảng thời gian mà anh ta nói rằng mình đang phải vật lộn với chứng trầm cảm và sự lạm dụng chất gây nghiện. Các hành vi phạm tội bao gồm trộm xe lớn, trộm cắp và trộm cắp danh tính. Ferrinella là người đã kết hôn và có hai con riêng 17 và 24 tuổi cho biết, đó là câu chuyện đã hơn 10 năm về trước. Đó không phải là con người của tôi vào thời điểm này trong cuộc đời. Walmart và Audi cho biết trong bản tuyên bố với NBC News rằng họ đang cho điều tra kỹ lưỡng các lời tuyên bố của Ferrinella và mong muốn các công ty cung cấp sản phẩm cho họ nên đối xử công bằng với công nhân. Wakefern Food Corporation, công ty nắm quyền sở hữu hệ thống Shoprite, đã có đề cập đến sự phản hồi của Joyce Canning đối với cáo buộc. SEB đã không trả lời yêu cầu được bình luận. South Carolina đau đầu vì 1,8 tỷ đô la xuất hiện bí ẩn trong ngân quỹ. Tại bang South Carolina của Mỹ rơi vào thế khó khi phát hiện ra 1,8 tỷ đô la trong ngân quỹ, nhưng không rõ nguồn gốc của khoản tiền này từ đâu. Guardian đưa tin chính quyền South Carolina, Mỹ đối mặt với một tình huống khó xử khi họ không biết phải xử lý ra sao khoản tiền 1,8 tỷ đô la trong tài khoản ngân hàng của tiểu bang. Không một ai biết được vì sao khoản tiền này lại xuất hiện và nó sẽ được chi tiêu thế nào. Thậm chí có câu hỏi được đặt ra là đây có phải là lỗi và khoản tiền này có thực sự tồn tại hay không? Tổng đốc Henry McMaster là một người theo đảng Cộng Hòa cho biết có điều gì đó không ổn ở đây. Chúng tôi không biết tại sao khoản tiền lại ở đó, nó được dùng để làm gì và nó đã ở đó bao lâu rồi. Đó là một vấn đề. Năm ngoái, Tổng kiểm soát viên South Carolina là Richard A. Ekstrom từ chức sau khi phát hiện ra sai sót kế toán trị giá 3,5 tỷ đô la trong 10 năm. Các nhà lập pháp South Carolina cho biết số tiền 1,8 tỷ đô la có thể liên quan đến vụ bê bối đó. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn về nhận định này. Tìm ra sự thật không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là vì Tổng kiểm soát viên mới Brian Gwen, một đảng viên Đảng Dân Chủ, đang tranh cãi với thủ quỹ của tiểu bang Curtis Loftis Jr., là một đảng viên Đảng Cộng Hòa, về nguyên nhân của vấn đề. Các quan chức cấp tiểu bang cho biết số tiền này được phát hiện vào tháng 10 năm ngoái. Kiểm toán viên tiểu bang Georgia Kennedy III gần đây đã thừa nhận trong một phiên điều trần rằng ông biết về số tiền này vào năm 2017, nhưng cho rằng số tiền này chỉ tạm thời nằm trong tài khoản. Larry Grooms, thượng nghị sĩ cấp tiểu bang, nhận định việc phát hiện 1,8 tỷ đô la không rõ nguồn gốc cho thấy có điều không ổn trong hệ thống kế toán của South Carolina. Văn phòng thủ quỹ tiểu bang điều hành một ngân hàng, thủ quỹ tiểu bang giống như giám đốc ngân hàng của South Carolina. Tổng kiểm soát viên là kế toán trưởng của tiểu bang chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi biết ngân hàng có rất nhiều tiền ở trong đó. Không ai tranh cãi về việc chúng tôi có bao nhiêu tiền mặt, nhưng điều đang gây tranh cãi là số tiền đó thuộc về tài khoản nào, ông giải thích. Vấn đề trở nên phức tạp khi tổng kiểm soát viên và thủ quỹ tiểu bang đều đổ trách nhiệm cho phía còn lại. Nghị sĩ Grooms cho rằng 1,8 tỷ đô la là khoản tiền có thật, nhưng chưa ai có thể chứng minh nhận định này. Ngoài ra, thống đốc McMaster kêu gọi các bên thận trọng, không nên tiêu khoản tiền này khi chưa có đáp án rõ ràng về nguồn gốc. Tin tốt là không có khoản tiền nào bị mất, nhưng câu hỏi là phải xử lý thế nào đối với số tiền đó, ông nhấn mạnh. Sạt lở đất bất ngờ ở Newport Beach, 3 căn nhà gặp nguy hiểm. 3 căn nhà ở Newport Beach gặp nguy hiểm do sạt lở đất bất ngờ vào hôm thứ Năm mùng 4 tháng 4, giới chức loan báo theo OC Patch. Vụ sạt lở được báo cáo trong khu số 1400 đường Galaxy khoảng 4 giờ sáng thứ Năm. Ông John Pope, giới chức thành phố Newport Beach, cho đài KTLA-5 hay. Hiện trường vụ này chỉ cách nơi xảy ra vụ sạt lở hồi tháng 3 năm ngoái vài dãy phố. 3 căn nhà bị dán cảnh báo màu vàng do vụ sạt lở đất vào hôm thứ Năm, trong đó có một căn dường như bị mất gần hết cái sân sau. Tính tới 2 giờ trưa thì nhân viên cấp cứu có mặt ở hiện trường, không có báo cáo nào về thương vong.
bà Katrina Foley, giám sát viên Orange County, địa hạt số 5, giới chức thành phố Newport Beach, bà Diane Dyson, dân biểu từ bang California và đại diện cơ quan cá và động vật California cũng tới hiện trường để hỗ trợ cư dân. Chúng tôi cung cấp cho các chủ nhà thông tin về giảm thuế nhà từ văn phòng đánh giá địa ốc của quận hạt và đang làm việc để giới thiệu những cư dân này với một số dịch vụ hỗ trợ trong lúc họ bị mất chỗ ở, bà Foley loan báo trên mạng xã hội. Dịch cúm gia cầm ở bò sữa lan rộng tại Ohio, Kansas, New Mexico. Cúm gia cầm lây nhiễm vào một đàn bò sữa ở Ohio lần đầu tiên và được phát hiện ở những đàn khác tại Kansas và New Mexico, làm mở rộng đợt bùng phát dịch ở bò, gây lo ngại về rủi ro lây nhiễm cho con người, theo Reuters loan tin hôm thứ Năm 4 tháng 4. Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh ở các đàn gia súc trên khắp 6 tiểu bang kể từ khi báo cáo các trường hợp đầu tiên ở Texas và Kansas vào ngày 25 tháng 3. Bộ Nông nghiệp Ohio cho biết công ty sữa bị nhiễm bệnh ở Ohio đã nhận bò vào ngày 8 tháng 3 từ một công ty chăn nuôi bò sữa ở Texas, sau đó xác nhận việc phát hiện bệnh cúm gia cầm. USDA cho biết không thể loại trừ khả năng lây truyền bệnh giữa các con bò. Theo USDA, các trường hợp ban đầu ở Texas và Kansas dường như là do chim hoang dã xâm nhập và chủng virus trong các trường hợp tiếp theo ở New Mexico, Michigan và Idaho cũng rất giống nhau. Các loài chim di cư đã lây lan cúm gia cầm trên toàn cầu kể từ năm 2022, lây nhiễm sang gia cầm và các loại khác. Ông Justin Smith, là Ủy viên Y tế Động vật Kansas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Năm, tại tiểu bang Kansas, tất cả dữ liệu giải trình từ gene mà chúng tôi có thể đưa ra vẫn cho thấy đây là một sự kiện lan tỏa do tiếp xúc với chim hoang dã. Theo USDA, thì cúm gia cầm đã được phát hiện ở 3 đàn bò sữa ở Kansas, 2 đàn ở New Mexico, 7 đàn ở Texas và 1 đàn ở Ohio, Idaho và Michigan. Người đứng đầu Tổ chức Thú y Thế giới cho biết vào hôm thứ Năm rằng sự lây lan sang số lượng loài ngày càng tăng và phạm vi địa lý ngày càng mở rộng làm tăng nguy cơ con người bị nhiễm bệnh. Các giới chức Texas vào hôm thứ Hai báo cáo một công nhân nông trại có kết quả xét nghiệm dương tính và triệu chứng duy nhất là viêm mắt. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh đánh giá nguy cơ mắc bệnh cúm gia cầm đối với con người là thấp. Đồng đô la vẫn mạnh khi thời điểm FED giảm lãi suất xa dần. Theo các chiến lược gia ngoại hối, đồng đô la sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới, trong bối cảnh những đồn đoán về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất của FED bị đẩy lùi. Theo các chiến lược gia ngoại hối, đồng đô la sẽ vẫn mạnh trong những tháng tới, trong bối cảnh những đồn đoán về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục bị đẩy lùi. Vượt qua xu hướng giảm giá ngắn hạn vào cuối năm 2023, đồng bạc xanh đã tăng giá khoảng 3,3% so với rổ các loại tiền chính từ đầu năm tới nay. Dữ liệu còn cho thấy mức đặt cược ròng dài hạn vào đồng đô la ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Nền kinh tế mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng đã buộc các thị trường tài chính phải suy nghĩ lại về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED. Mặc dù các thị trường hiện dự đoán có khoảng 60% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 năm 2024 và cắt giảm khoảng 75 điểm cơ bản trong năm nay, điều mà một số nhà hoạch định chính sách cho là hợp lý và phù hợp với dự đoán của chính FED, nhưng con số này thấp hơn nhiều so với mức cắt giảm gần 150 điểm cơ bản mà thị trường kỳ vọng vào đầu năm nay, cho thấy đồng đô la có thể sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thời gian tới. Trong cuộc thăm dò của Reuters từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, các chiến lược gia tiền tệ cho biết không có loại tiền tệ lớn nào được dự báo sẽ bù đắp được mức thua lỗ từ đầu năm đến nay so với đồng đô la, ít nhất là trong 3 tháng tới. Theo dự báo trung bình từ 90 nhà phân tích ngoại hối, đồng euro giao dịch quanh mức 1,08 đô la một euro trong ngày 3 tháng 4, dự kiến sẽ tăng khoảng 1,0% lên 1,09 đô la cho một euro vào cuối tháng 6 năm 2024, sau khi giảm tới 2,3% tính từ đầu năm tới nay. Sau đó, đồng tiền này được dự báo sẽ tăng thêm 1,0% lên 1,10 đô la cho một euro trong 6 tháng sau đó.
Trong khi đó thì đồng yen của Nhật vốn đang mất giá, được dự đoán sẽ là một trong những đồng tiền tăng giá lớn nhất so với đồng đô la trong số các đồng tiền lớn trong năm tới. Đồng nội tệ của Nhật Bản đã giảm gần 25% giá trị kể từ đầu năm 2022 và khoảng 1% sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng trước sau 17 năm. Đồng yen hiện đang giao dịch ở mức là 151,7 yen cho 1 đô la. Đồng yen được dự báo sẽ tăng khoảng 6,1% lên 143 yen cho 1 đô la vào cuối tháng 9 năm 2024, trước khi tăng thêm 2,9% lên 139 yen cho 1 đô la trong 12 tháng. BOJ được dự báo sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, khoảng 30 chuyên gia cho hay đồng yen vừa thoát khỏi mức thấp nhất trong 34 năm vào tuần trước sẽ giảm xuống mức 152 yen cho 1 đô la trong tháng này. Nếu điều này xảy ra thì có khả năng chính quyền Nhật Bản sẽ tiến hành can thiệp. Ngoài ra, đồng yen vẫn là đồng tiền được các nhà giao dịch ưa thích nhờ hình thức vay bằng loại tiền có lãi suất thấp để đầu tư vào loại tiền có lãi suất cao hơn. 4 bí quyết kỳ lạ của những người sống thọ nhất trên thế giới. Số 1, không phải ai cũng dám làm. Việc sống tới 100 tuổi đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Liên Hiệp Quốc dự đoán thế giới sẽ có 3,2 triệu người sống đến 100 tuổi vào năm 2050. Ai cũng muốn biết làm thế nào để sống lâu trăm tuổi. Những lời khuyên bạn thường nghe là ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, với một số người sống thọ nhất trên thế giới thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong tuần qua thì người đàn ông sống thọ nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 114, chỉ 2 tháng trước sinh nhật lần thứ 115 của ông. Cụ ông này, người Venezuela, có tên là Juan Vincent Perez Mora, có tổng cộng 11 người con, 41 người cháu và 18 người chắt, 12 người chít. Juan đã trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất ở Venezuela vào năm 2020 và được sách kỷ lục Guinness chính thức công nhận là người đàn ông sống thọ nhất thế giới vào tháng 5 năm 2022. Chúng ta có thể học được gì về bí quyết sống thọ của những người sống thọ nhất thế giới? Trong khi việc theo dõi những gì bạn ăn và duy trì hoạt động là những câu trả lời hiển nhiên, có một số gợi ý từ những người sống 100 tuổi lại hết sức kỳ lạ. 4 bí quyết sống thọ kỳ lạ. Thứ nhất là ăn trứng sống. Bà Emma Morano là người sống lâu nhất thế giới cho đến khi bà qua đời ở tuổi 117 vào năm 2017, sinh năm 1899 tại vùng Piedmont của Ý. Bà nói với BBC rằng bà tin rằng tuổi thọ của mình một phần là do di truyền tốt, nhưng bà cũng cho rằng điều đó là do chế độ ăn trứng. Bà ăn 3 quả trứng mỗi ngày, trong đó có 2 quả sống, trong suốt hơn 90 năm. Bà Emma cũng tin rằng việc rời bỏ cuộc hôn nhân bạo hành đã góp phần kéo dài tuổi thọ. Bà nói với tờ New York Times, tôi không muốn bị ai kiểm soát. Thứ hai là tránh xa đàn ông. Một người phụ nữ khác cho rằng bí quyết sống thọ của mình là tránh xa đàn ông. Jessie Garland là người sống thọ nhất ở Scotland ở tuổi 109 trước khi qua đời vào năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn với STV News, Jessie đã nêu ra 3 điều quan trọng. Tôi bảo đảm mình tập thể dục nhiều, ăn một bát cháo ấm nóng mỗi sáng và chưa bao giờ kết hôn. Bà nói thêm, hôn nhân đem lại nhiều rắc rối hơn là giá trị. Thứ ba là cầu nguyện mỗi ngày. Niềm tin cũng có sức mạnh to lớn. Nữ tu lớn tuổi nhất còn sống là bà Ina Canabarroch Lucas, 115 tuổi. Tín từ Brazil cho rằng mình sống thọ là nhờ cầu nguyện. Nữ tu lớn tuổi nhất còn sống là bà Ina Canabarro Lucas. Thứ tư là ăn chân giò lợn. Geraldine Talley được công nhận là người sống thọ nhất trên thế giới trước khi qua đời vào năm 2015. Bà đến từ Michigan của Mỹ và là một người sùng đạo. Bà nói với New York Times rằng bí quyết sống lâu là chế độ ăn nhiều thịt lợn, bao gồm cả chân giò và tai lợn. Bà qua đời ở tuổi 116. Một số bí quyết khác. Những người sống trăm tuổi khác nói rằng họ sống thọ là nhờ ăn một số loại thực phẩm, như là Olive Edwards, một cụ bà 110 tuổi đến từ Bắc Yorkshire, của nước Anh, cho biết việc ăn 3 bữa một ngày, chủ yếu là cá hồi và măng tây, đã giúp bà sống thọ.
Estelle Caterham, người già nhất ở nước Anh, 114 tuổi, tiết lộ với Telegraph rằng bà ăn mọi thứ ở mức vừa phải nhưng thỉnh thoảng vẫn thích ăn bánh sô-cô-la. Mặt khác, Bernardo Lapalo đến từ Brazil đã nói rằng massage bằng dầu ô liu hàng ngày đã giúp ông sống thọ đến 114 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với National Geographic, ông chia sẻ thói quen hàng ngày của mình: thức dậy lúc 3 rưỡi hoặc 4 giờ sáng, đi dạo, tắm, xoa dầu ô liu lên cơ thể, làm bữa sáng. Căng thẳng là một kẻ giết người. Bố tôi đã nói với tôi điều đó. Điều quan trọng là dành thời gian để thư giãn và rèn luyện trí não của bạn, chẳng hạn như đi chơi trò chơi ô chữ. Jiroemon Kimura, người Nhật Bản, người sống lâu nhất thế giới trước khi qua đời vào năm 2013 ở tuổi 113, cho biết ông thức dậy dưới ánh mặt trời mỗi sáng đọc một cuốn sách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu quý vị chưa subscribe thì mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra video mới. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video kỳ tới.